đẩy cái lượng máu vô bật xốp và bật hang, làm cho nó căng đầy máu và nó cương cứng lên. Không, do đó lúc cương lên thì có thể đường kính nó tới 4 cm và kích thước có thể dài đến hơn mười mấy cm luôn. Đó là ở người châu Á, còn châu Âu và châu Phi có thể 15-20 cm, rất là dài. Đó. Nha. Đó là nhờ hai cái tạng cương nó đầy máu. Rồi, sau khi giao hợp xong thì máu từ hai cái tạng cương này nè, nó bị cái cơ này nè, gọi là cơ hành xốp và cơ ngồi hang, nó ép nè cái dương vật để nó đẩy máu từ hai tạng cương theo tĩnh mạch môn sâu dương vật về tim. Đây là tĩnh mạch môn sâu dương vật, nó về tim đó, và dương vật nó trở lại kích thước bình thường của nó. Rồi, dương vật thì nó gồm có đầu dương vật gọi là quy đầu, thi chỉ vô đây gọi là quy đầu dương vật. Đây nó có một cái hố phình ra gọi là hố thuyền. Rồi, cái niệu đạo đi trong dương vật gọi là niệu đạo dương vật, hay gọi là niệu đạo xốp, hay đi trong vật xốp. Rồi, và dương vật nó có cái rễ dương vật hay là gốc thì nó đính vô xương mu, bởi đây là dây chằng treo dương vật. Và cái tĩnh mạch này gọi là tĩnh mạch mô sâu dương vật. Đó, màu tím này là một vật xốp nhưng mà bị cái niệu đạo nó xẻ rồi. Còn cái màu xanh nhạt này là vật hang. Đó, còn treo từ xương mu đi vào cái gốc dương vật thì đây là dây chằng treo dương vật. Rồi, cái cơ này nè chính là cơ hành xốp và cơ ngồi hang. Nhiệm vụ nó là siết cái dương vật lại, khi mà máu vào dương vật thì nó giãn ra để cho máu đổ đầy cái vật xốp vật hang để làm cho dương vật cương lên. Nhưng mà sau khi giao hợp xong rồi thì cái cơ hành xốp và cơ ngồi hang thì nó ép vật hang, cơ hành xốp thì nó ép vật xốp để đẩy máu trở về theo cái tĩnh mạch là tĩnh mạch mô sâu dương vật, và nó đẩy máu về tim để dương vật nó trở về cái kích cũ. Đó, rồi nói về bàng quang thì bàng quang mặt này gọi là đáy bàng quang, hay mặt trên, nó hướng lên trên. Rồi đây là hai mặt bên nha, mặt bên trái mặt bên phải. Rồi lấy ra thì chúng ta thấy mặt dưới, mặt trên, mặt bên, đây là mặt trên phải không, mặt bên. Rồi còn đây là mặt dưới thì mặt dưới bàng quang nó bị cái cổ bàng quang này chia làm hai nè, đi từ dây chằng treo bàng quang đến đây gọi là mặt dưới, dưới trước, đi từ cổ bàng quang ra sau, đây là mặt dưới, dưới sau. Đó, thì ở mặt dưới trước này sau xương mu nó có một cái khoang này. Đó, cái khoang này nó chứa mỡ và rất nhiều mạch máu, thì cái khoang này gọi là khoang sau xương mu hay là trước bàng quang, thì các chị gọi một cái thôi nha, một là khoang sau xương mu hay là khoang trước bàng quang. Đó. Còn mặt sau dưới, mặt sau dưới thì nãy nói rồi, nó chứa gì đây? Túi tinh. Mặt sau dưới chứa túi tinh và nó chứa cái tuyến này là tiền liệt tuyến. Vậy thì khi phóng tinh thì cái túi tinh nó sẽ xẻ cái tiền liệt tuyến bằng cái ống này gọi là ống phóng tinh. Đây là ống phóng tinh, nó xẻ cái tiền liệt tuyến để nó co thắt để bơm tinh trùng ra. Đó. Vậy thì cái cơ chế khi đi tiểu và khi xuất tinh là như thế nào? Khi đi tiểu thì bàng quang nó chứa cái lượng nước tiểu là trên 200 ml, thì chúng ta có cảm giác mắc tiểu và đi tiểu hai cái khác hay giống nhau? Khác. Bàng quang nó chứa cái lượng nước tiểu trên 200 ml, thì ở cái cổ bàng quang này nó có cái cơ gọi là cơ hắc niệu đạo trong. Nó mở ra thì một vài giọt nước tiểu nó rớt xuống đây, nó rớt xuống cái niệu đạo tiền liệt. Thì ở đây nó có đám rối thần kinh giao cảm, nó sẽ làm cho cảm giác mắc tiểu. Nhưng mà chưa đi tiểu được, tại vì chưa kiếm được chỗ. Do đó cái cơ này gọi là cơ hắc niệu đạo ngoài, nó siết lại. Do đó mắc tiểu nhưng mà chưa đi tiểu. Tới chừng mình kiếm được chỗ đi tiểu rồi thì cơ thắt niệu đạo ngoài mở ra, do đó nước tiểu sẽ được bài xuất ra ngoài theo niệu đạo.
Rồi bây giờ xuất tinh làm sao? Đó, thì khi xuất tinh thì ngay chỗ cái ống thông tin, ngay cái đầu ống thông tin này nó nhú lên một cái nhú giống như cái núm nhú vậy đó, nó nhô lên một cái nhú mình gọi là lồi tinh. Thì ở đó nó có cái cơ gọi là cơ thắt ống thông tin. Thì khi đi tiểu thì cơ thắt ống thông tin này nó siết lại, và cơ thắt niệu đạo ngoài mở thì chỉ có nước tiểu đi ra thôi. Nhưng khi xuất tinh thì cái cơ thắt niệu đạo trong này sao? Siết lại, và cơ thắt ống thông tinh mở thì sẽ có tinh dịch và tinh trùng đi ra. Hiểu không? Thì nó hơi phức tạp hai cái, tại vì nó tinh dịch, tinh trùng và nước tiểu nó đi chung một đường. Do đó những người yếu sinh lý làm sao? Thì yếu sinh lý nó có hai nghĩa. Ở người già thì khi đi tiểu cái cơ thắt ống thông tinh này mở ra luôn. Vậy thì trong nước tiểu có gì? Tinh dịch. Tinh dịch và tinh trùng. Rồi khi xuất tinh thì cái cơ thắt niệu đạo trong này mở ra luôn. Vậy thì trong tinh dịch nó có gì? Nước tiểu luôn. À, đó là yếu sinh lý ở người già. Còn thường mình dùng cái người trẻ yếu sinh lý là cái dương vật nó không cương. Tại sao không cương? Thiếu testosterone. À, tại sao thiếu testosterone? Là do yếu tố thần kinh, là thường là bị stress. Do đó những người mà lo lắng quá hoặc là làm việc trí não nhiều quá, thường cái dương vật nó ít khi nào cương lắm. Do đó nếu mà những cô vợ mà đòi hỏi sinh lý á, thì thường ly dị, bỏ những ông chồng đó. Và đi, thì chúng ta sẽ thấy đây là sư mu nè. Dây chằng treo, dương vật, tĩnh mạch mu sâu, dương vật, vật, vật hàng, màu tím này là vật, vật xớp. Rồi, bàng quang thì đây là cái dây chằng treo bàng quang, mặt trên bàng quang. Đây là mặt, mặt bên, còn đây là mặt dưới. Thì đây là dưới sau, chứa túi, túi tình. Dưới trước thì nó có cái khoang này gọi là khoang trước bàng quang hay là khoang cho sư phụ. Đây là tiền liệt, tuyến, ống thông tình. Rồi, niệu đạo. Niệu đạo nam thì chia ra làm 3 đoạn. Cái niệu đạo đi trong tiền liệt là niệu đạo tiền liệt. Cái niệu đạo xuyên qua cái cơ này nè, cơ này gọi là cơ ngang đế chậu sâu, hay còn gọi là hoành chậu hông. Tên là tên cơ ngang đế chậu sâu, nhưng mà chức năng của nó là nâng đỡ niệu đạo và bộ phận sinh dục là túi tinh, còn gọi là hoành niệu dục. Hoành là nâng đỡ, niệu là gì? À, niệu đạo, dương vật. Dục là gì? Dục là bàng quang và túi tinh. Đó, do đó cái cơ chạy ngang này gọi là cơ ngang đế chậu sâu. Nó đi từ bám từ xương mu đến cái màu trắng này này gọi là trung tâm gân đáy chậu. À, thì cái cơ này là cơ ngang đáy chậu sâu gọi là hoành niệu dục. Và cái niệu đạo mà xuyên qua cái hoành niệu dục này gọi là niệu đạo màng, nó dài 1 cm. Còn cái đoạn niệu đạo đi trong vật xớp còn gọi là niệu đạo xớp hay là niệu đạo dương vật. Rồi có thầy gọi là niệu đạo cố định và niệu đạo di động. À, thầy nói niệu đạo cố định, niệu đạo di động. Vậy em hiểu niệu đạo cố định là niệu đạo nào? Tiền liệt. Niệu đạo tiền liệt và niệu đạo màng. Còn niệu đạo di động là niệu đạo xớp hay niệu đạo dương vật. Rồi có thầy nói niệu đạo trước và niệu đạo sau. Đây nè, đây là trước, đây là sau. Vậy niệu đạo sau chính là niệu đạo tiền liệt và niệu đạo màng. Đó là niệu đạo cố định đó. Còn niệu đạo trước là niệu đạo di động và niệu đạo xớp đó, hiểu chưa? Do đó sau này đi bệnh viện thì sẽ có thầy nói là niệu đạo cố định, niệu đạo di động. Rồi có thầy gọi là niệu đạo trước, niệu đạo sau. Có thầy thì gọi là niệu đạo tiền liệt, niệu đạo màng và niệu đạo xớp. À, theo quốc tế thì chia ra 3 đoạn: niệu đạo tiền liệt, niệu đạo màng và niệu đạo xớp. Rồi, ở đây là lỗ hậu môn. Thì hai bên lỗ hậu môn, cơ này là cơ thắt hậu môn, và cái màu trắng này là trung tâm gân đáy chậu, là một cái nút gân để cho các cơ đáy chậu nó bám. Rồi nhìn bên ngoài. Đó, nhìn bên ngoài thì chúng ta thấy đây là trực tràng, đây là phúc mạc. Thì phúc mạc nó phủ bàng quang, nó lận xuống phủ trực tràng, thì cái khoảng này chính là túi cùng bàng quang trực tràng hay là túi cùng trung la. Rồi đây là ống dẫn tinh
hiệu quả, túi tình. Rồi cái cơ này, cơ này nó chạy vòng luôn bên phải bên trái. Thì cơ này chính là cơ nâng hậu môn, hay còn gọi là hoành chậu hông. Nó đi từ xương mu nè, chạy ra sau bám vô tới xương cục. Đó, cơ này gọi là cơ nâng hậu môn. Rồi ở đây chúng ta thấy đây là lỗ hậu môn, đây là cơ thắt ngoài hậu môn, cơ nâng hậu môn. Ở đây chúng ta thấy đây là ngành trên xương mu, ngành dưới xương mu. Ở giữa là lỗ bịch, nhớ xương chậu không? Đó, ngành trên xương mu, ngành dưới xương mu, giữa là lỗ bịch. Thì cái màng trắng này chính là màng màng bịch. Thì bên trong là cơ bịch trong, bên ngoài là cơ bịch ngoài, và đây là cơ lược. Đó. Rồi cái phần cái màu đỏ này là cơ biều, là do tinh hoàn nó lôi cái cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng xuống. Rồi bây giờ nói về các cái hố, hố bàng quang. Bây giờ đây chúng ta lật ngược lên, thấy không? Đó, đây để vậy mới đúng. Đây là lỗ hậu môn phía sau, cái quy đầu ra trước. Đây vậy thì đây lỗ hậu môn, cơ thắt ngoài hậu môn, cơ nâng hậu môn. Vậy thì cơ này là cơ ngang đáy chậu nông, còn cơ này là cơ ngồi hang, còn cái cơ này là cơ hành xớp. Cơ ngồi hang thì nó ép vật hang, ép vật hang khi mà để đẩy cái lượng máu từ vật hang về tim. Cơ hành xớp thì nó ép vật xớp để đẩy cái lượng máu từ vật xớp về tim. Còn cái màu trắng này là gì? Là mạc hoành niệu dục dưới. Vậy là mạc hoành niệu dục dưới là gì? Thì con nói rồi, cái cơ ngang đáy chậu sâu, phải không? Nó giống như cơ thẳng bụng, nó là cơ duy nhất nằm ở đáy chậu trước. Và nó giống như cơ thẳng bụng có mấy lá? Hai lá, lá trước và lá sau. Để làm chi? Để làm cho cơ thẳng bụng khỏe hơn, chắc hơn hay là yếu hơn? Chắc hơn. Đó, vậy thì cái cơ ngang đáy chậu sâu này, hay gọi là hoành niệu dục, nó cũng có hai lá. Cái lá màu trắng ở dưới đây nè, gọi là mạc hoành niệu dục dưới. Còn lá trên là mạc hoành niệu dục trên. Thì trong cái cơ ngang đáy chậu sâu này, mình có cái tuyến này gọi là tuyến hành niệu đạo, hay là tuyến Cooper. Mấy em nhìn cái hình thấy đây là cơ ngang đáy chậu sâu, và cái niệu đạo xuyên qua gọi là niệu đạo màng. Và trong nó có cái tuyến này gọi là tuyến hành niệu đạo, hay là tuyến Cooper. Tuyến này nó làm nhiệm vụ gì? Nó tiết ra chất nhờn đổ vô niệu đạo để làm trơn niệu đạo. Nhìn đây, đó thì chúng ta thấy đây là cơ ngang đáy chậu nông, lỗ hậu môn nè, cơ thắt ngoài hậu môn, cơ nâng hậu môn. Thì đây là cơ ngang đáy chậu nông, cơ ngồi hang, cơ hành xớp. Thì cái mặt trắng này chính là mạc hoành niệu dục dưới. Rồi hỏi gì nữa? Một bên thì màu trắng, một bên thì không còn. Vậy thì cái màng trắng này chính là gì đây? Phúc mạc. Phúc mạc mà lót thành bụng là phúc mạc thành, ở trên nó chạy xuống. Đến đây nó phủ trên bàng quang, xong nó đến trực tràng, nó lận lên, phải không? Đó, thì đây là phúc mạc phủ trực tràng. Vậy thì bàng quang, trực tràng và tử cung là những tạng nằm dưới phúc mạc. Nè, cái lá màu trắng là phúc mạc, ở đây là mặt trên bàng quang lộ phúc mạc ra rồi. Vậy thì chúng ta có ba cái hố: hố trên bàng quang, hố bẹn trong, hố bẹn ngoài. Vậy ba cái hố đó là gì? Vậy thì đi từ đỉnh bàng quang đến rốn, chúng ta có cái dây này gọi là dây treo bàng quang, hay gọi là dây chằng rốn, rốn giữa. Đỉnh bàng quang đến rốn thì có một cái dây chằng, nó là dây sơ. Nó nối từ, nó treo để bàng quang lên đến rốn thì gọi là dây chằng rốn giữa, hay dây treo bàng quang. Rồi ở bên chúng ta cũng có cái dây chằng này nữa, nhìn vô hình thấy không? Nó viết dạ quang tô lên, thì đây gọi là dây chằng rốn trong. Thì khi cô sẽ hỏi dây chằng rốn trong do cái gì thoái quá, ai nhớ? Tĩnh mạch rốn thoái quá thành cái gì? Tĩnh mạch rốn thoái quá thành cái gì? Dây chằng tròn gàn. Vậy thì động mạch rốn thoái quá thành dây chằng rốn trong. Các anh chị ghi chú thích kế bên đi để mai mốt thi tôi hỏi. Ở ngoài này chúng ta thấy cái chấm đỏ này nè là động mạch thượng vị dưới, nó là nhánh của cái động mạch mũ
nhánh của động mạch giao hòa. À, vậy thì phúc mạc phủ lên cái dây chằng rốn giữa gọi là nếp rốn giữa, phúc mạc phủ lên dây chằng rốn cong gọi là nếp rốn cong, phúc mạc phủ lên cái bó mạch thượng bị dưới là nếp rốn ngoài. Vậy thì chúng ta sẽ có ba cái hố, từ nếp rốn trong đến nếp rốn giữa thì cái hố này gọi là hố trên bàng quang, từ nếp rốn trong đến nếp rốn ngoài gọi là hố bạn trong, bên ngoài đây là hố bạn ngoài. Vậy thì quan sát cái lỗ bạn sâu nằm ở hố bạn nào? Bạn ngồi. Hố bạn nào? Ngồi. Hố bạn nào? Đưa lỗ bạn sâu đi trong ống bạn xuống bèo. Vậy thì thoát vị bạn mà ruột non chui vô lỗ bạn sâu, đi trong ống bạn xuống bèo gọi là thoát vị bạn. Gián tiếp. Gián tiếp hay trực tiếp? Gián tiếp. Gián tiếp. Nhưng mà xảy ra thường hay là ít? Hố bạn sâu nằm ở hố bạn nào? Hố bạn ngoài. Do đó hiện tượng ruột non chui vô hố bạn ngoài, chui vô lỗ bạn sâu theo ống bạn xuống bèo gọi là thoát vị bạn gián tiếp. Tại sao kêu gián tiếp? Tại vì lỗ bạn sâu nằm ở hố bạn ngoài. Và thoát vị bạn này tỷ lệ xảy ra thường hay ít? Thường. Thường. Còn ruột non chui vô hố bạn trong, hố bạn trong là nó nằm giữa cái nếp rốn trong và nếp rốn ngoài nè. Vậy thì nó có xuống bèo được không? Không. Đường nào mà xuống bèo? Phải không? Nó đâu xuống bèo được. Do đó cái da chỗ này nó phì lên thôi, chứ nó không xuống bèo. Rồi từ từ nó rút lên hết. Còn ruột non chui vô hố trên bàng quang được không? Không. Tại vì sao? Cơ thẳng bụng nó che rồi, làm sao ruột non chui vô được? Do đó tại sao thoát vị không xảy ra ở hố trên bàng quang? Tại vì cơ thẳng bụng nó trắng rồi, ruột non đâu chui vô hố trên bàng quang được. Và ruột non chui vô hố bạn trong được không? Được. Nhưng mà nó có xuống bèo được không? Không. Không, tại vì đâu có đường nào đi, nó chỉ làm da cái vùng chỗ này phì lên rồi thôi. Nhưng ruột non chui vô ruột non chui vô hố bạn trong rồi là thoát vị bạn trực tiếp. Ruột non không xuống bèo được, nhà nó chỉ làm da nó phình lên rồi thôi. Còn ruột non chui vô hố bạn ngoài, chui vô lỗ bạn sâu, lỗ bạn sâu nằm ở hố bạn ngoài theo ống bạn xuống bèo là thoát vị bạn gián tiếp và thường xảy ra. Rồi nha.